Tối qua, Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 đã chính thức khai mạc tại khu di tích Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. Với 4 thông điệp chính, sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe. Ngày sách và Văn hóa đọc năm nay không chỉ tôn vinh đội ngũ người làm sách, chấn hưng văn hóa đọc, mà còn mong muốn ngành xuất bản góp sức vào xây dựng nền tri thức nhân dân, phát triển đội ngũ tri thức, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Theo trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, thời gian qua, những mô hình hay, sáng tạo trong việc thúc đẩy phong trào đọc sách như đường sách ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cùng với các chương trình khuyến đọc tạo nên không gian văn hóa, thu hút sự chú ý của người dân, tạo nên những nét đẹp văn hóa, thúc đẩy thói quen đọc sách, nuôi dưỡng tình yêu sách. Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cũng yêu cầu ngành xuất bản chú trọng đầu tư, hỗ trợ thành lập các thiết chế, hoạt động khuyến đọc trong nhà trường, cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương, tạo thói quen đọc sách trong các tầng lớp nhân dân, quan tâm phát triển, cổ vũ những mô hình hay trong việc đọc, nghiên cứu, áp dụng những tri thức từ sách vào cuộc sống. Tại hội sách năm nay có khoảng 60 đơn vị tham gia trưng bày, giới thiệu và cung cấp đến bạn đọc trên 40.000 đầu sách có giá trị. Ngay từ nhỏ thì tôi đã được bố rèn luyện cho cái thói quen đó là mình đọc sách hàng ngày. Và đọc sách để mình tiếp thu các cái tri thức của nhân loại cũng như là những cái tri thức mới ngoài cái kiến thức mà mình học trong nhà trường. Thế nên là tôi rất mong muốn các cháu ngay từ khi mà mình các cháu có những cái nhận biết đầu tiên về cuộc sống thì các cháu cũng được tiếp xúc với sách vở từ những cái điều nhỏ nhất để các cháu cũng dần lớn lên với những cái kiến thức. Đối với giới trẻ bọn tôi thì ngày sách được mở ra như này thì giúp bọn tôi có thể tìm hiểu về văn hóa đọc, phát triển cái văn hóa đọc của bản thân mình cũng như là khuyến khích kiểu người thân hoặc là bạn bè cùng tham gia cái hội sách này có thể lựa chọn cho mình những cuốn sách ý nghĩa hoặc là phù hợp với bản thân mình. Từ đó thì cái văn hóa đọc của người giới trẻ cũng được nâng cao hơn trong cái xu hướng mà kiểu mọi người thích dùng điện thoại hay là như nào đấy, thì việc ngày sách được tổ chức thì sẽ giúp bọn tôi có thể là hòa nhập với sách giấy, thích sách giấy hơn. Bên cạnh đó, nhiều hình thức đọc sách mới mẻ, thú vị cũng đã được giới thiệu tại ngày sách như Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc trưng bày mô hình thư viện lưu động với hàng nghìn đầu sách giấy và sách điện tử. Sách nói hàng tuần sẽ đến các nhà văn hóa khu dân cư tại địa phương, phục vụ miễn phí cho người dân. Còn Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám giới thiệu đến công chúng tủ sách điện tử Văn Miếu Quốc Tử Giám, gồm 10 cuốn sách đa phương tiện, 20 cuốn sách tranh. Đây là những cái cuốn sách mà phản ánh các cái giá trị văn hóa lịch sử về Văn Miếu Quốc Tử Giám với vai trò là một trường đại học đầu tiên của nước ta. Trước đây thì với sách in thì bạn đọc chỉ có thể thưởng thức đọc trên các trang giấy thuần túy. Thì bây giờ với các sách điện tử này thì chúng tôi sẽ mang đến cho bạn đọc một cái trải nghiệm mới với những cái thành phần multimedia như âm thanh, hình ảnh, video, đặc biệt là một số cái dữ liệu 3D về cảnh quan không gian, 3D về không gian kiến trúc, 3D về vật thể, để giúp cho bạn đọc có những nhiều cái trải nghiệm mới hơn. Các chuỗi hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam được tổ chức trong suốt tháng 4 năm 2024, trong đó trọng tâm từ ngày 17 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, triển lãm hội sách chào mừng với chủ đề Đất nước và con người Việt Nam trên các phiên bản điện tử hiện đại và các ấn bản trực tiếp.